Cùng về đây bên dòng suối đôi lịch sử để đến với tương quan nơi hội tụ nét đẹp của thiên nhiên nguyên sơ, thắng cảnh hữu tình và nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Sứ tuyển hôm nay đang khoác lên mình lớp áo mới với những bước tiến ấn tượng về mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, trở thành một trong những điểm sáng về du lịch tại khu vực miền núi phía Bắc và lựa chọn điểm đến hàng đầu của du khách trong và ngoài nước. Lâu nay tôi vẫn sống giữa phố xa đông vui, tiếng xe che tiếng nói. Lâu nay tôi vẫn sống với laptop TV, người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa rồi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tôi muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cứ đi bán bộ sách ba lô lên và đi không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hey!
và các du khách đã tham dự vào đây.